Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với Thế Giới Laptop. Nếu các bạn đang có trong tay 16 triệu và phân vân là không biết nên mua laptop hay là mua tablet thì video này chính là câu trả lời dành cho các bạn. Bởi vì hôm nay mình sẽ đem đến em HP Pavilion X360 này, một em máy vừa có thể là laptop và cũng có thể là tablet được luôn. Hãy cùng mình đi tìm hiểu em nó ha. Ok, đầu tiên thì mình sẽ đi vào phần thiết kế của em máy này ha. Thì em nó vẫn mang một thiết kế rất là quen thuộc đến từ nhà HP Pavilion, với logo được đánh bóng và đặt ở giữa máy như thế này. Nhưng mà có một điểm khác biệt là năm nay nhà HP đã cho ra mắt một màu xanh dương đen rất là đẹp và nhìn rất là sang trọng luôn. Phần vỏ của em máy này được làm từ nhựa nên là em nó sẽ có phần hạn chế là bị bám dấu vân tay kha khá. Nhưng mà muốn làm sạch thì cũng rất là dễ dàng, chỉ cần dùng một cái khăn bông lau sơ qua là được. Và đặc biệt là nhà HP đã rất là tinh tế khi gia công phần nghỉ tay là bằng kim loại, nên là khi sử dụng trong phòng máy lạnh thì sẽ đem lại một cảm giác rất là mát lạnh và rất là thoải mái. Và các bạn có thắc mắc là tại sao tên của em nó là HP Pavilion X360 không? Tại vì em nó có thể gập 360 độ như thế này. Nếu mà quá chán khi phải làm việc trên một chiếc laptop á, thì các bạn có thể gập lại và biến em nó trở thành một chiếc tablet siêu tiện lợi. Bởi vì làm từ nhựa nên là số đo 3 vòng của em nó cũng rất là hợp lý luôn, khi mà cân nặng chỉ vỏn vẹn 1,51kg và độ dày là 19,9mm. Với kích thước như thế này, đối với một chiếc laptop thì hoàn toàn là lý tưởng luôn. Cho vào một chiếc túi chống sốc và đem theo di chuyển cả ngày rất là tiện lợi. Nhưng mà nếu gặp lại trở thành một chiếc tablet thì với cân nặng này thì rất là nặng, cầm lâu sẽ hơi bị mỏi, nên là mình phải sử dụng như thế này. Nhìn tổng thể thì thiết kế của em máy này không có quá nhiều thay đổi so với các dòng trước, vẫn mang cho mình một thiết kế rất là sang trọng, nhỏ gọn và còn có thể gập mở 360 độ thì quá là tiện lợi đúng không? Ở chiếc máy này thì chúng ta sẽ có một màn hình là 14 inch, độ phân giải là Full HD, độ sáng là 250 nits. Đối với độ sáng như thế này thì khi mà mình làm việc trong văn phòng và để độ sáng là tối đa thì em nó vẫn hiển thị rất là ok. Nhưng mà khi mình đem ra ngoài trời với ánh sáng phức tạp hơn á, thì màn hình của em nó sẽ bị tối hơn một xíu. Ngoài ra em máy này còn được trang bị tấm nền IPS. Độ bao phủ màu của em máy này chỉ nằm ở mức trung bình khá thôi, nên là nhìn chung thì màn hình của em nó vẫn không được bắt mắt như những chiếc màn hình OLED khác. Nhưng mà trong phân khúc giá 16 triệu như thế này thì màn hình của em nó vẫn rất là nổi trội để làm các tác vụ văn phòng cơ bản, xem phim giải trí nè, hay là chỉnh sửa ảnh không chuyên vẫn rất là tốt luôn. Màn hình xong rồi thì mình đi tiếp đến phần cấu hình của em máy này ha. Em máy này sở hữu là CPU Intel Gen 12 i3-1215U, RAM là 8GB và bộ nhớ là 256GB SSD. Vì là một chiếc máy có con chip dòng U nên là hiệu năng của em nó cũng không quá nổi trội. Nhưng mà thay vào đó là chúng ta sẽ có được một chiếc máy mà có thời lượng pin khá là tốt. Tuy là một chiếc máy có con chip dòng U nhưng mà các bạn cũng không cần phải quá lo lắng về hiệu năng của em nó. Mình có dùng máy để làm Word, Excel hoặc nặng hơn là chỉnh sửa hình ảnh thông qua Photoshop thì em nó vẫn sử dụng được rất là mượt mà, trơn tru. Theo mình cảm thấy thì em máy này hoàn toàn thích hợp cho những bạn học sinh, sinh viên hay là dân văn phòng, không cần một cấu hình quá là mạnh mẽ nhưng mà vẫn đáp ứng được các tác vụ văn phòng hay là chơi game giải trí cơ bản, nên là các bạn có thể cân nhắc qua thử em nó ha. Mặc dù chỉ được trang bị viên pin là 43Wh nhưng mà nhờ được tối ưu thêm hiệu năng dòng U Gen 12 của Intel nên em nó có thể trụ được lên tới 6 tiếng đồng hồ. Nên là bạn nào có thói quen đem máy ra quán cà phê học bài hay là làm việc giống như mình thì không cần phải lo lắng về thời lượng pin của em nó ha. Tiếp theo phải kể đến đó chính là phần bàn phím của em máy này. Theo mình cảm nhận thì bàn phím của em máy này khá là đáng khen trong mức giá chỉ từ 16 triệu như thế này. Các phím được thiết kế rất là vuông vức, được bố trí khá là rộng rãi, hành trình phím sâu và độ này cũng rất là tốt. Trải nghiệm của mình khi gõ văn bản trên chiếc bàn phím này cũng rất là thoải mái luôn. Thật sự là khi mình gõ văn bản cả ngày thì cũng không bị mỏi. Ngoài ra thì bàn phím của em nó cũng được trang bị thêm đèn LED với hai mức độ sáng khác nhau, hỗ trợ rất nhiều khi mà gõ phím trong bóng tối. Một điều mà không thể không nhắc đến đó chính là phần touchpad của chiếc máy này. Đây là một chiếc touchpad khá là rộng rãi, cảm giác khi mà mình di vuốt, thao tác đa điểm cũng rất là thoải mái, mượt mà, không có vấn đề gì. Vậy là mình đã đánh giá xong em HP Pavilion 14 này. Và theo mình cảm nhận thì em máy này hoàn toàn xứng đáng trở thành một sự lựa chọn dành cho các bạn dân văn phòng nè, hay là tân sinh viên muốn sắm cho mình một em máy không cần cấu hình quá mạnh mẽ nhưng vẫn đáp ứng được các tác vụ cơ bản, thì đến ngay Thế Giới Di Động và giúp ngay em này ha. Và mình cũng xin được phép kết thúc video này tại đây. Nếu thấy hay và hữu ích, đừng quên để lại một like và share. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.